Sáng nay, vào lúc 2 giờ sáng, tại đoạn km 354-900 đến 355-400, khu gian Yên Huệ-Hòa Duyệt ở đoạn thố Liên Châu, xã Đức Liên đã bị sạt lở sau mưa lớn. Một số vị trí bị trụt mái, đất đá bị cuốn khỏi nền đường gây hở hàm ếch, trời trọi nhìn rõ cả dây bê tông. Đến sáng 6 giờ 30 phút cùng ngày, trời vẫn tiếp tục đổ mưa, thêm nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở thêm. Theo ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Liên, huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, mưa lớn đã kéo dài khiến 4 điểm tại khu vực đường sắt Bắc Nam qua địa bàn sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều chuyến tàu phải dừng chờ. Tại đây, chính quyền địa phương đã ghi nhận 4 điểm sạt lở, đất đá bị cuốn khỏi nền đường sắt. Nghiêm trọng hơn, trong đó có điểm bị sạt lở gây hở hàm ếch, trồi hẳn bê tông ra ngoài. Một số vị trí khác cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt. Sau vụ việc, chính quyền địa phương cũng đã huy động để phối hợp với các ngành đường sắt khắc phục. Những điểm sạt lở này có vị trí nghiêm trọng khi khối lượng đất, đá, cây cối bị cuốn trôi xuống sông. Cùng với đó, vào thời điểm phát hiện sự cố, VNR đã cho dừng tàu SE1 tại ga Yên Trung và SE20 tại ga Hoàn Duyệt, đồng thời huy động hàng trăm cán bộ, công nhân viên đường sắt nhằm chi viện, khắc phục sự cố này. Trước tình trạng sạt lở đường sắt, hai đầu tàu không thể di chuyển, Ngành đường sắt đã tạm thời chuyển tải hành khách đi tàu SE1 và SE20 bằng ô tô giữa ga Yên Trung Đức Thọ và ga Hòa Duyệt huyện Vũ Quang. Đến hiện tại, xí nghiệp đường sắt Nghệ Tĩnh chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh đã và đang chỉ đạo phối hợp với địa phương khẩn trương khắc phục sự cố. Theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch đông xuống phía nam, từ chiều tối qua đến sáng hôm nay, trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to. Theo thống kê, lượng mưa đo được tính từ 7 giờ ngày 29 tháng 10 đến 7 giờ ngày 30 tháng 10 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nơi trên 200mm như ở trạm Hương Khê là 204mm, Linh Cảm là 212mm. Bên cạnh đó, Thủy Điện Hố Hô, huyện Hương Khuê cũng đã bắt đầu xả điều tiết vào lúc 2 giờ ngày 30 tháng 10 với lưu lượng xả là 171 m 3 trên dây hiện đang xả điều tiết qua tràn với lưu lượng 393 m khối trên dây. Sau mưa lớn, tại huyện Hương Khê, có một số cầu tràn tại các xã Hương Bình, Hương Xuân bị ngập. Một số tuyến đường giao thông thôn tại xã Điền Mỹ cũng bị ngập cục bộ. Trong đó, một số thôn xóm ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang bị nước cô lập, chia cắt. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nước sông ngàn sâu dâng cao, làm một số xã ở huyện Vũ Quang, Hương Khê bị ngập lụt nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở, chia cắt hàng trăm hộ dân bị cô lập cục bộ. Cũng trong sáng nay, ngày 30 tháng 10, trường trung học cơ sở Điền Mỹ, huyện Hương Khê đã thông báo cho gần 300 học sinh tạm thời nghỉ học để phòng tránh lũ. Tại huyện Hương Sơn, bị ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông nội đồng, huyện Vũ Quang bị ngập một số tuyến đường giao thông thuộc xã Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn huyện Hương Khê có tổng số 23.437 học sinh. Số vắng học do mưa lũ là 4.623 em thuộc cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Theo ông Trần Đức Thịnh, tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tình hình mưa lũ đã có những diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đáng kể tại nhiều địa phương. Cụ thể, đến nay, tỉnh đã có một số những thống kê thiệt hại ban đầu tại các địa phương như Tại Vũ Quang bị sạt lở một số tuyến đường giao thông tại thị trấn Vũ Quang, xã Đức Bồng, xã Đức Liên. Sạt lở hai điểm trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua địa phận thôn Liên Châu, xã Đức Liên với chiều dài khoảng 100m. Hiện nay, ngành đường sắt đã thông báo cấm tàu, huy động lực lượng phương tiện để triển khai các biện pháp khắc phục sự cố. Ở Cẩm Xuyên bị sạt lở bờ sông Ngàn Mọ qua xã Cẩm Duệ với chiều dài 150m tại các thôn Phương Tứ, Trung Thành, Quốc Tiến nhưng do đang mưa to nên huyện xã chưa triển khai được phương án khắc phục. Tại Đức Thọ, trên địa bàn xã Đức Lạng có đường giao thông nông thôn Tân Quang sạt lấp đường khoảng 30 m đường Hà Cát đến Vĩnh Yên xã sạt lề đường hai điểm dài khoảng 40 m Sạt lở đất vườn đồi ba hộ tại thôn Hà Cát và một hộ tại thôn Vĩnh Yên. Còn ở Can Lộc, tường giao của trường trung học cơ sở Gia Hanh bị sập đổ với chiều dài khoảng 3 mét và tại huyện Kỳ Anh đã có ba cầu tràn trên địa bàn xã Kỳ Lạc bị ngập sâu trước diễn biến phức tạp khó lường của mưa lũ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền chỉ đạo các địa phương đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời hiệu quả với nguy cơ lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập lụt vùng thấp trũng và kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn Trước tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin mưa lớn diện rộng khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên từ 30 tháng 10 và dự báo thời tiết 10 ngày tới, tức từ nay đến mùng 8 tháng 11 cho cả nước. Theo đó, đêm qua và sáng nay, tức 30 tháng 10, khu vực Thanh Hóa đến Bình Định có mưa lớn, mưa to và dài rác có rông. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Được biết, Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29 tháng 10 đến 8 giờ ngày 30 tháng 10 có nơi trên 190 mm như Đức Hương, Hà Tĩnh 284 mm, Trường Xuân, Quảng Bình 193 mm, Trung Hải, Quảng Trị 241,2 mm. Dự báo từ ngày 30 tháng 10 đến đêm ngày 31 tháng 10, khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 200 mm. Có nơi trên 300 mm. Ngoài ra, trong ngày và đêm 30 tháng 10, ở khu vực Nam Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 1 tháng 11. Bên cạnh đó, từ đêm 30 đến ngày 31 tháng 10, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng. Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Các khu vực khác có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào, rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Theo nhận định trong 10 ngày tới. Tính từ đêm mai đến ngày 8 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm ngày 31 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Từ ngày 5 đến ngày mùng 8 tháng 11 có mưa rào và rông rải rác. Ở Tây Nguyên, Nam Bộ, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 11, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Vì vậy, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành thực hiện tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính xảy ra mưa lớn. Bên cạnh đó, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công dở dang, triển khai các biện pháp tiêu úng, phòng chống ngập lụt khu vực đô thị, khu công nghiệp, đồng thời kiểm tra, ra soát vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu cùng với đó bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra